Xin chào tất cả các anh. Vào thời tiết từ hè chuyển sang thu, thời tiết luôn luôn thay đổi thất thường. Hà Nội thì lúc nắng lúc mưa, làm cho cơ thể chúng ta thường xuyên bị mệt mỏi. Và hôm nay thì em xin được giới thiệu với tất cả các anh sản phẩm dâm tầm mật ong của Hàn Quốc. Một sản phẩm mà được nhà em nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc chính hãng các anh nhé. Sản phẩm này không những giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, còn giúp bồi bổ cơ thể cực kỳ là tốt, giúp cho chúng ta an thần, ngủ ngon, có một giấc ngủ sâu hơn và sẽ hôm sau